Chào mọi người đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu loa mới của năm 2023 đây. Và mình nghe đồn rằng dòng loa này có thể đánh bại được tất cả những dòng loa 4 tấc trên thị trường. Thì không biết là thực hư thế nào, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mẫu loa này nhé. Đầu tiên, dòng loa này được thiết kế thùng gỗ và tráng một lớp sơn tĩnh điện nè, giúp cho bảo vệ loa. Và phía trên mặt của nó sẽ khắc một dòng chữ Aria, thương hiệu của nó luôn, rất là đẹp luôn. Phía sau của chiếc loa nó được thiết kế theo kiểu quai sách và hai quai bên hông, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với dòng MK3. Dòng MK3 thì bản mạch nó sẽ nằm bên hông và MK3 Max nó sẽ nằm phía trên, giống như dòng của MK2 vậy đó. Tiếp theo là mặt trước của loa. Mặt trước của loa được thiết kế một màn lưới nè, sơn tĩnh điện giúp cho màn lưới không bị hen rỉ nha. Và phía trong của loa được thiết kế 3 loa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ khui mặt lưới và sâu bên trong cho mọi người cùng thấy nha. Và đây là phần phía trong của chiếc loa. Chiếc loa MK3 Max này được thiết kế 3 loa, 3 đường tiếng. Đầu tiên là một chiếc bass 4 tấc nè, 40cm, một loa trung 14cm và một loa chép 9cm. Và bên cạnh đây là một lỗ thông hơi của nó nè, đó, hơi ra của nó. Và công suất của con MK3 Max này lên tới 800W nữa nha. Nó hơn dòng loa cũ MK3 là 100W, dòng loa MK3 chỉ được 700W thôi. Đó, rất là lớn. Và phía trên của loa là bản mạch chỉnh. Dòng loa MK3 Max này nó được tích hợp thêm bộ xử lý âm thanh DBS nè, giúp cho cải tiến chất lượng âm thanh cũng như là giới hạn thang âm thanh để bảo vệ loa tốt hơn và cân bằng âm sắc, giúp cho mình có thể chơi ở những không gian khác nhau vẫn được luôn, rất là hay luôn. Và dàn nút chỉnh đầy đủ luôn, guitar, mic volume, mic bass, mic chép, reverb, delay, echo, bass chép của nhạc và volume nhạc. Và những ngõ vào âm thanh nè, USB thẻ nhớ, out-in nè, optical, hai cổng guitar, hai cổng mic dây, khá là đầy đủ luôn nha mọi người. Và tiếp theo, phụ kiện đi kèm theo của loa. Đầu tiên sẽ là hai mic không dây UHF. Mic này được thiết kế là kim loại nha, cầm rất là chắc tay luôn, rất là đầm tay và rất là đẹp luôn cái màu sơn của nó. Và trang bị một dây sạc nè, một remote nè và một lock pin. Và bây giờ phần không thể thiếu của một chiếc loa đó chính là âm thanh của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử âm thanh cũng như karaoke của mẫu loa này cho mọi người nghe thử nha. Đầu tiên mình sẽ mở một bản nhạc remix và bản thứ hai sẽ là bản bolero nha. Yeah.
Vừa rồi mình cũng đã test xong âm thanh của mẫu loa MK3 Max này. Thì theo cảm nhận của riêng mình á, thì bass của dòng loa này đánh khá là chắc luôn, chắc, sâu và lực nữa. Chép thì trong và sáng, mic thì nhẹ, cầm đầm tay, hát thì ôi giời ơi, rất là hay. Và mọi người có muốn trải nghiệm trực tiếp về mẫu loa này thì mình có thể lên trực tiếp hai chi nhánh ở bên mình để trải nghiệm âm thanh thực tế hơn, xem coi mình có nói đúng hay không nha. Và mình sẽ để hai địa chỉ ở bên dưới phần mô tả cũng như số điện thoại để mình liên hệ đặt hàng. Và mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.